có thể có cây các thì anh em xem video. Vâng, hôm nay em quay trở lại và đem đến cho bác một chiếc xe lăn Mitsubishi 1,5 tấn xuống sàn, đang có chiếc lăng là dịch càng bốn tay trang này. Các bác có thể dịch được 2 càng, dịch được từng càng một, còn đâu là 3 tay trang thì các bác chỉ có thể dịch chuyển 2 càng liên tiếp, hai càng liền luôn, không dịch chuyển thành một càng một để 4 tay trang. Xe thì chạy xuống sàn nguyên zin nhưng bản nhập Nhật, thắt lăng 3 vét nguyên sơn xi luôn. Chiếc này thì cực kỳ ngon, hàng siêu phẩm, giá thì đúng tầm tiền các bác luôn, 100 triệu một chút, máy dầu siêu bền. Dòng Mitsu này đặc biệt là chạy rất là nhanh, khỏe. Giới thiệu từng phần cho bác nhé. Xe thì nguyên còn nguyên trần có này, ép có anh Nhật luôn, anh Nhật em để đầu video nhá. Lốp thì đang là 4 lốp hơi, càng hiện tại đây là 4 mét nhá. Sẽ quay lại video vận hành cho bác. Đây là dịch càng này, rất là tiện luôn, các bác không cần đạp bằng cơ, điều khiển hết lên trên kia, rất là tiện, điều khiển bằng chủ lực. Em xe này FD15 này, mã đăng kiểm các thông số xe nhé, trên này nhá, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ ạ. Nguyên kính chắn gió này, có gạt mưa. Xe thì hoạt động 6.600 giờ. Các cái kim báo đèn báo bắt đầu nó khô đấy. Ghế nguyên bản của Mitsubishi này, để được 3 cánh nguyên bản này, đang bị hỏng nên em chưa đi bọc lại được thôi. Vừa về cái em quay video các bác luôn. Có cả tắt dây an toàn này, có dây an toàn này và có hỗ trợ đồ cấm rưỡi ạ. Là nguyên bản nguyên zin luôn, máy thì cực kỳ ngon, gầm bệ này, tất cả đều nguyên bản hết, rồi, màu vàng rất là đẹp luôn, đấy, tất cả các cái màu vàng nguyên zin của máy, cam kết là chưa động chạm gì luôn, máy nguyên zin nguyên bản, hàng thửa của anh Nhật anh ấy chạy rất là ít. Đây nha các bác nhá, máy rất đẹp luôn, nguồn zin vẫn còn kẹp chì. Đó, kẹp chì này, nguồn zin hết, chưa có chỉnh chọt, chưa có động chạm gì luôn, chủ đề nguồn zin. Đấy, bơm này, cốc lọc này. Đấy, xe thì vừa về em chưa có bảo dưỡng gì luôn. Đấy, có đèn còi gương xi nhan đầy đủ. Đấy, gạt mưa này. Đấy, rồi em sẽ vận hành cho các bác xem nhé, vận hành và thử tải.
Vâng ạ, người nói đã giới thiệu cho ba chiếc Mitsubishi. Vừa lăn thử một chiếc Komatsu 1,5 tấn. Chiếc này có trọng tải là khoảng quanh quanh 2 tấn á. Chiếc này nó quanh 2 tấn. Lăn rất là khỏe luôn. Thử và thử lực bơm thì nó rất là ngon, nguyên chi. Xe thì giá thành rất là hợp lý, hơn 100 triệu thôi. Hàng Nhật bãi, giấy tờ đây kiểm đầy đủ. Kiểm đỏ đã được qua thông quan các thứ là xong xuôi hết, về các bác chỉ phải chạy thôi. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin mời qua em xem xe từ tải trực tiếp bãi bãi, địa chỉ ở phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi xe lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, được làm sẵn 100 xe các bác ạ. Tao luôn đâu. Đấy, em này, rất nhiều xe. Các nào thích chiếc này thì alo cho em qua hotline 0379875765, em để bên dưới góc hình. Xe ngon, vừa từ Nhật về, đăng kiểm đầy đủ, giá hợp lý, rất là hợp lý luôn. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay thì cho xin một like, đừng quên kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới cho các em. Xin chào lại các bác.